Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. Cùng sự có đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong làn sóng dịch thứ tư, cả nước ghi nhận 3.600 ca bệnh COVID-19, trong đó Bắc Giang và Bắc Ninh là hai điểm nóng nhất và được dự báo chưa thể hạ nhiệt ngay trong thời gian tới. Đợt dịch lần này có đặc điểm bùng phát đa nguồn dịch, đa hình thái, đa chủng lây nhiễm. Qua giải trình tự gen virus cho thấy có hai biến chủng đang phổ biến là chủng từ Ấn Độ và chủng từ Anh. Virus lây lan nhanh, phát tán mạnh trong không khí, mức độ đào thải mầm bệnh rất nhanh. Chỉ 1 đến 2 ngày có một vòng lây nhiễm, đặc biệt lây nhiễm rất mạnh trong không gian hẹp. Về việc thực hiện chiến lược vaccine, Bộ Y tế cho biết mục tiêu là tạo miễn dịch cộng đồng trong năm 2021. Tuy nhiên, tình trạng khan hiếm vaccine trên toàn cầu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đến nay, Việt Nam có ký kết, cam kết hơn 100 triệu liều vaccine để tiêm cho 70% dân số từ 18 tuổi trở lên và đang nỗ lực mua thêm 40 triệu liều. Tại Hưng Yên, sau tròn một tháng xuất hiện 2 ca bệnh đầu tiên trong đợt dịch lần thứ tư ở huyện Phù Cừ, đến nay cơ bản tình hình đã được kiểm soát tốt. Toàn tỉnh ghi nhận 37 ca bệnh, đã có 7 người được công bố khỏi bệnh. Ổ dịch huyện Phù Cừ đã được xử lý thành công. Huyện Khoái Châu và thị xã Mỹ Hào cũng vừa kết thúc phong tỏa 5 khu vực ở 4 xã phường. Toàn tỉnh đã tiến hành xét nghiệm được trên 54.000 mẫu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 11.000 người. Công tác phòng chống dịch trong các doanh nghiệp, khu cụm công nghiệp đang được tập trung tăng cường cao độ trên toàn tỉnh. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải tổng tiến công toàn diện, toàn lực, thần tốc, mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa để khoanh vùng dập dịch, nhất là tại tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh. Các bộ ngành địa phương phải quán triệt phương châm 3-0 là không nói thiếu tiền, không nói thiếu nguồn lực và không nói thiếu cơ chế chính sách, cơ sở vật chất, phương tiện, sinh phẩm thuốc men. Đặc biệt, thông điệp phòng chống dịch bây giờ thay vì 5K cộng vaccine sẽ thành 5K cộng vaccine và công nghệ.